Ủa, lựa gì em? Không có làm cái nét đó nghe. Cái gì từ từ em nói, em làm gì em la làng vậy? Trời đất ơi, anh chị là anh chị của tôi mà anh chị lừa gạt tôi như vậy mà kêu tôi không la làng hả? Kêu tôi không tức hả? Sao mà tôi chịu được? Ủa, lựa gì? Ha, cách đây 5 năm tôi về đây nè, tôi mua cái nhà này. Lúc đó anh chị nói với tôi ha, là tôi là người nước ngoài, tôi mang quốc tịch nước ngoài, nên là không được đứng tên nhà ở Việt Nam. Nhưng mà mới đây tôi về, tôi được người ta tư vấn là vẫn được đứng tên các bất động sản ở Việt Nam. Thậm chí cái chỗ nhà đất này nè là thuộc khu dự án nữa, là càng được đứng tên bình thường. Đó, mà anh chị kêu là không được rồi anh chị kêu á hả, là để anh chị đứng tên. Ai rảnh mà tư vấn vậy? Ai mà nhiều chuyện? Anh không biết nữa. Rồi bây giờ em tính sao? Anh chị là anh chị tôi đó, làm sao cho đáng mặt làm anh làm chị nghe. Không có làm gì đâu. Thì bây giờ đấy, bây giờ chuyện rõ ràng rồi, thì bây giờ anh chị trả nhà lại cho tôi đi. Trời đất ơi. Ủa, nhà gì mà trả? Nhà gì em? Nhà này nè, cái nhà này. Nhà này thì ai đứng tên vậy em? Nhưng mà nhà này là của tôi. Nhà nào? Nhà tôi mua. Cái nhà này nè, cái nhà này. Của ai? Của tôi. Ủa sao mình đứng tên kỳ vậy mình? Sao nhà của em được? Không được nghe, anh chị chơi vậy là chơi lật lọng nha. Vậy thì có bằng chứng gì không em? Mà em nói là lật lọng, có làm gì đâu mà lật lọng. Bằng chứng đâu mà nói nhà này nhà của em. Đúng rồi, đất ơi. Có cái giấy tờ gì để em bằng chứng là của em chứ. Trời ơi, có chuyện nhanh xưa. Tôi nãy giờ là nói chuyện đàng hoàng với anh chị, mà tôi không ngờ anh chị là trở mặt kiểu đó ha. Nghĩ sao mà không có bằng chứng. Tất nhiên là hôm nay tôi đến đây tôi truy cứu cái chuyện này là tôi phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ rồi. Trời đất ơi. Giấy gì? Ai biết giấy gì? Anh coi coi cái giấy gì? Đây. 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 Giấy gì vậy cả? Trời ơi, giấy anh chị viết cho tôi đó chứ giấy gì, anh chị ký tên luôn đó. Trời ơi, cái giấy gì mà không có chứng thực, không có công chứng gì hết. Đương vậy rồi sao mình tin? Đúng không anh? Đâu có biết. Trời ơi, làm sao mà biết được cái chuyện này? Nhờ ai viết vậy? Nhờ ai viết giùm hả? Chữ của anh chị mà anh chị còn phủ nhận đó hả? Ôi, anh ơi, chữ của ai mà xấu vậy anh? Trời ơi. Nếu mà anh chị đã nói vậy ha, tôi sẽ kiện anh chị lên tòa. Kể đó, người ta sẽ giám định nét chữ và chữ ký này có phải là của anh chị hay không. Lúc đó là rõ ràng liền. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp. Hãy để các chuyên gia gỡ rối. Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Vitamin Hạnh Phúc. Thông qua tình huống pháp lý nêu trên thì chúng ta thấy rằng có những sự kiện pháp lý sau đây. Đó là cái văn bản được gọi là giấy tay do chị Dương ký với các anh chị của mình được đặt ra một cái vấn đề là có hiệu lực hay không khi mà không được công chứng chứng thực. Thì hiện nay theo quy định của luật công chứng và những văn bản pháp lý liên quan thì không có bất kỳ một cái quy định nào quy định rằng phải công chứng hay là chứng thực cái văn bản thỏa thuận về việc đứng tên giùm giữa các bên. Điều đó có nghĩa rằng là văn bản giấy tay được thỏa thuận về cái việc đứng tên giùm giữa chị Dương và các anh chị của mình ký cũng có thể được xem là một nguồn chứng cứ và được trình ra để mang tính chất là tham khảo khi mà có bất kỳ một cái tranh chấp nào liên quan đến tòa án. Trong tình huống pháp lý này thì anh chị của Dương cho rằng các văn bản viết tay giữa các bên không phải là thật, có nghĩa rằng là chữ viết và chữ ký trong văn bản này không thuộc về các bên. Các bên, trong đó có chị Dương hoặc anh chị của mình, hoàn toàn có quyền khởi kiện ra tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thì trong các quá trình tố tụng á, thì đương sự, tức là nguyên đơn hoặc là bị đơn, hoàn toàn có quyền yêu cầu tòa án ra cái quyết định trưng cầu giám định đối với phần chữ viết và chữ ký trong văn bản, bởi vì văn bản này là một cái nguồn chứng cứ rất là quan trọng. Về phần của tòa án thì sau khi nhận được đơn của đương sự thì tòa án có thể xem xét chấp nhận hoặc không chấp nhận để ra có quyết định trưng cầu giám định. Thì nếu như trong trường hợp mà tòa án không chấp nhận ra quyết định trưng cầu giám định nhưng đương sự vẫn mong muốn là giám định chữ ký và chữ viết thì họ có quyền tự ý để liên hệ với các cơ quan giám định theo quy định của pháp luật để tiến hành giám định chữ viết và chữ ký. Và theo quy định tại luật giám định tư pháp năm 2012 thì những giám định viên tư pháp hoặc là các cơ quan giám định công lập hoặc là ngoài công lập sẽ có thẩm quyền để giám định chữ ký và chữ viết trong các văn bản để phục vụ cho quá trình tố tụng. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi tập này và hẹn gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của chương trình Vitamin Hạnh Phúc.